tao về trước nha, nhà có việc. Trời, 12 giờ trưa luôn rồi. Trời cái gì nhanh dữ vậy, từ nãy giờ. Về ăn cơm. Đi về. Không, đi. Ê cái chìa khóa. Sao vậy? Tao nhớ tới cái con kia. Con Khánh Nguyên đúng không? Trời ơi nó đó. À, cái vụ đó tao không biết. Ủa mà vụ gì vậy? Trời ơi chú không biết hả? Để em kể cho chú nghe. Đi này kể ghê lắm cái vụ con đó nè. Sặc luôn mà trời nghĩ ơi. Sao mà nó làm được cái chuyện nè. Đó ai vụ nó ghê không? Ghê. Bọn gì kể chứ mọi người. Trời ơi cái chuyện nó bùng cháy vậy mà ai cũng biết luôn á. Trời ơi. Thôi lấy xe cái đã. Ê tụi tao đi trước nha. Ờ về đi. Bốn nhớ chú nha. Mà hai gốc bích nha, mà hai gốc bích nha. Ma nhơ tuyệt ghê vậy đó hả? Chị đó, nhỏ đó. Trời sao mà làm hoài vậy, nhưng mà chị nó làm sao nữa? Chị đó là vậy đó, đi về đâu kể đâu nghe. Ừ mà thôi đi. Ma, nhỏ đó thì tao cầm tao mà đánh nó luôn. Làm chị hoài luôn. Trời ơi, tao kể vụ này nữa là mày giúp mình nữa nè. Sao gì vậy? Ghê vậy ba. Ủa, cái vụ gì mà ghê dữ vậy trời. Nghe là ma sóng gió lập chè